anh dương tìm được điện thoại tầm trung thiết kế là phải đẹp, mỏng, nhẹ, camera cũng phải đẹp, hộp phụ kiện là phải vô cùng đầy đủ, ram phải lên tới 12 gb pin là phải trâu và vẫn có sạc nhanh nhé. Trời ơi, bạn hỏi thế này thì thách đố mình nhà nhưng không, mình đã tìm cho các bạn một chiếc điện thoại khá là ổn đó là vivo i33s, vivo i33s có hộp phụ kiện vô cùng đầy đủ, có sạc nhanh và thậm chí là có cả tai nghe, thêm nữa là một cái miếng dán màn hình ở bên ngoài như này, thiết kế khá đẹp và bắt mắt ở trong phân khúc mỏng và nhẹ RAM ấy thì là 8GB nhưng có mở rộng thêm 4GB qua bộ nhớ trong Viên pin là 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 18W Camera sau 50MP Chụp ảnh tương đối tốt và camera selfie cũng khá ổn Tuy nhiên hơi đáng tiếc Thiết kế chỉ bằng nhựa Màn hình thì là IPS Camera đẹp nhưng lại không có góc rộng ở phía sau Và ước gì sạc nhanh tầm khoảng 30W thì nó sẽ tốt hơn Nhưng mà quan trọng là đúng với cả ý của bạn rồi đấy